Xin chào mọi người, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hiện tại Flycam Miron của Xiaomi thế hệ 4K đã đáp xuống tại chiếm tài. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp và giới thiệu trong nó có những gì cùng lắp ráp luôn. Đây là toàn bộ sản phẩm của Flycam. Thì mình sẽ giới thiệu từng sản phẩm. Đây là thân của máy bay. Thân này bao gồm chỗ để pin và nơi lắp camera vào. Bốn góc này là lắp các cánh quạt. Tiếp theo là cánh quạt. Thì cánh quạt ở trong sản phẩm là bao gồm 8 cánh. Thực ra thì chỉ cần gắn 4 cánh thôi. 4 cánh kia thì mình để dự trù ở đó. Một cái camera. Đây là camera. Camera này có chuẩn cao nhất là chuẩn 4K. Tiếp theo là tay cầm điều khiển. Adapter sạc pin. Một cái cục pin. Dây nối dài sạc. Đây là ốc vít để lắp vào. Cánh bảo vệ 4 cái. Và cuối cùng là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp. Tất cả các phụ kiện đều được lắp ở trên thân của máy bay hết. Đầu tiên là mình sẽ lắp pin vào. Thì pin này là pin của máy bay có dung lượng là 5100mAh. Ở đây là chốt để mở. Nếu như muốn mở chỉ cần ấn và đẩy ra. Bóp ấn giữ hai ở trên và ở dưới để đẩy ra nha. Kéo ra. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp camera. Thì ở đây có cái chốt mở cái nắp ra. Ở trong cái nắp nè, ở phía bên trong này có một cái ngàm nhỏ. Chúng ta dùng để lắp camera vào. Ở phía này có một cái miếng nhỏ lòi ra thì chúng ta nhét vào phía bên trong rồi nha. Khi camera được vào khớp rồi thì ở lúc này ở phía này rất là chắc chắn. Sau đó thì bật hai chống lên. Tiếp theo là mình sẽ gắn cánh quạt. Bây giờ mình sẽ gắn cánh quạt. Thì ở trên cánh bốn cánh quạt thì sẽ có hai cánh màu vàng và hai cánh màu bạc. Thì lần lượt là chúng ta sẽ nhìn màu ở phía trên của thân máy bay và gắn vào thôi ha. Khác với cái máy bay 1080 thì không có dặn nữa, chúng ta chỉ cần đẩy vào khớp và khóa ở trên cái nút này ở trên, một cái chốt ở trên. Đây là thiết bị để bảo vệ cái cánh, thì mình sẽ lắp vào đây luôn, là lắp ở phía dưới cái cánh. Thì lắp cái này thì chúng ta cần có ốc và vít. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách mà chúng ta sẽ kết nối điện thoại với lại Miron. Đầu tiên là chúng ta cần mở cái tay cầm điều khiển và cái máy bay. Chúng ta cần tải một cái ứng dụng mang tên là Miron về.
Sau đó thì chúng ta vào ứng dụng để kết nối giữa Miron và điện thoại. Thì chúng ta cần có một sợi cáp đầu Lightning, chúng ta ghim cáp vào một đầu Lightning vào, ghim vào điện thoại, còn một đầu USB còn lại chúng ta ghim vào ở phía dưới của tay cầm. Rồi xong chúng ta bật 3G và bật luôn điểm truy cập cá nhân chỉ USB và để là tin cậy nha. Thì điểm truy cập cá nhân đã có một thiết bị kết nối, thì lúc này là cái Miron đã kết nối với điện thoại rồi, thì chúng ta vào lại ứng dụng. Đã kết nối. Thì vừa rồi mình đã mở hộp và hướng dẫn các bạn cái cách để lắp ráp cái máy bay này. Thì hiện tại sản phẩm Miron Flycam 4K đã được bán tại công ty Chính Tài, địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5.